Việt Linh xin kính chào quý khán giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức bình luận hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu và chủ nhật của Đài Truyền hình Việt Nam. Hôm nay là thứ sáu 13 tây tháng 9 năm 2024. Chương trình tin tức và bình luận hôm nay sẽ có hai video và ra mắt cách nhau 15 phút. Trong video 1 của hôm nay, Việt Linh có một bản tin Hoa Kỳ và một bài bình luận khá quan trọng xin gửi đến quý vị khán giả. Chúng ta bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ đầu tiên. Hầu hết người Mỹ ủng hộ nền dân chủ và phản đối chế độ độc tài. Kính thưa quý vị, hầu hết người Mỹ ủng hộ nền dân chủ và nghĩ rằng chế độ độc tài sẽ không tốt cho Hoa Kỳ. Những quan điểm này khá giống nhau giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa. Nhưng những người trẻ tuổi hơn thì cho biết là họ không cam kết hay nhiệt tình lắm với nền dân chủ. Chỉ có 4% người Mỹ cho rằng sẽ tốt cho Hoa Kỳ nếu có một nhà độc tài lãnh đạo, trong khi 80% không đồng ý. Con số này bao gồm 89% cử tri của Biden năm 2020 và 87% cử tri của Trump năm 2020. Người Mỹ có những phản ứng tương tự khi được hỏi liệu họ có đồng ý rằng dân chủ không còn là một hệ thống khả thi nữa hay không, và nước Mỹ có nên tìm kiếm một hình thức chính phủ thay thế để bảo đảm sự ổn định và tiến bộ hay không. Thì chỉ có 15% cho biết là họ đồng ý mạnh mẽ hoặc phần nào, trong khi 59% đồng ý mạnh mẽ hoặc phần nào đó, cho rằng phần lớn đảng viên Dân Chủ, Độc Lập và Cộng Hòa, với 56% người Mỹ đều nghĩ rằng chế độ độc tài sẽ có hại cho Hoa Kỳ. Và họ không đồng ý rằng nền Dân Chủ không còn khả thi nữa. 59% đều không đồng tình với chế độ độc tài và hình thức chính phủ vĩ đại nhất của Donald Trump. Tuổi tác có liên quan chặt chẽ hơn đối với các quan điểm khác nhau về dân chủ so với bản sắc chính trị. Trong số những người Mỹ từ 65 tuổi trở lên, chỉ có 5% đồng ý rằng dân chủ không còn là một hệ thống khả thi nữa. Và nước Mỹ nên tìm kiếm các giải pháp thay thế cho dân chủ, trong khi 82% không đồng ý như vậy. Mặt khác, những người Mỹ từ 18 đến 29 tuổi lại chia rẽ chặt chẽ hơn, với 31% đồng ý và 41% không đồng ý về một nhà độc tài. Người Mỹ có phần mơ hồ hơn về việc nền dân chủ đang hoạt động tốt như thế nào đối với Hoa Kỳ, trong khi chỉ có 11% nói rằng nền dân chủ đang hoạt động hoàn toàn không tốt ở Hoa Kỳ ngày nay, thì có 33% khác nói rằng nó hoạt động không tốt lắm. Phần lớn là 56% nói rằng nền dân chủ đang hoạt động rất tốt hoặc khá tốt đối với Hoa Kỳ. Sự ủng hộ đối với nền dân chủ trong số người Mỹ cao hơn so với nhiều năm trước, khi YouGov hỏi rằng liệu nền dân chủ có phải là hình thức chính phủ vĩ đại nhất hay không, thì 59% đồng ý. Vào năm 2003, con số đó đã tăng lên 67%. Tình cảm này hiện cao hơn trên toàn bộ quan phổ chính trị và trên toàn bộ nhóm tuổi tại Mỹ. Hầu hết người Mỹ không mong đợi rằng Hoa Kỳ sẽ bị cai trị bởi một nhà độc tài trong cuộc đời của họ, với 18% nói rằng điều đó nên xảy ra, trong khi 57% nói rằng điều đó sẽ không nên xảy ra và 25% thì không chắc chắn. Đây là câu hỏi giống hệt câu hỏi mà Gallup đặt ra vào tháng 4 năm 1938. Không có nhiều thay đổi vào thời điểm đó. 17% người Mỹ cho biết là họ mong đợi một nhà độc tài Hoa Kỳ sẽ xuất hiện trong cuộc đời của họ. Kỳ vọng về một nhà độc tài tương lai của Hoa Kỳ cao hơn một chút. Trong số 44% người Mỹ cho rằng nền dân chủ ở Hoa Kỳ hiện nay đang hoạt động không tốt lắm, hoặc là hoàn toàn không tốt lắm. 20% trong số họ kỳ vọng một nhà độc tài sẽ xuất hiện trong cuộc đời của họ, so với 16% những người nói rằng
nền dân chủ Hoa Kỳ đang hoạt động rất tốt hoặc khá tốt. Khoảng cách này đặc biệt lớn ở những người Mỹ lớn tuổi. Trong số những người đứng lên có cảm nhận tích cực về cách nền dân chủ Hoa Kỳ đang hoạt động thì chỉ có 5% mong đợi sẽ thấy một nhà độc tài trong cuộc đời của họ xảy ra, so với 16% người Mỹ từ 65 tuổi trở lên có cảm nhận tiêu cực về cách nền dân chủ Hoa Kỳ đang hoạt động. Và chúng ta bắt đầu với bài bình luận chính trong chương trình hôm nay, kính thưa quý vị. Với nhan đề Kamala Harris thắng tranh luận, tại sao Nguyễn Văn Lương chống? Kính thưa quý vị, Kamala Harris và Donald Trump, họ đã đối mặt với nhau lần đầu tiên trong cuộc tranh luận tổng thống quan trọng vào đêm thứ ba 10 tây tháng 9, khi chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là đến ngày nước Mỹ quyết định ai sẽ trở thành tổng thống Mỹ thứ 47 tiếp theo. Ngay từ bài bình luận của tôi từ ngày thứ ba, nói về tình trạng ảo tưởng của Donald Trump sẽ dẫn đến thất bại trong cuộc tranh luận đầu tiên, và có lẽ là duy nhất giữa ông ta và ứng viên tổng thống của đảng Dân Chủ, phó tổng thống Kamala Harris. Dự đoán của tôi đã đúng khi tôi đánh giá con người Trump dựa theo cá tính và bản chất, đã cho thấy ông ta sẽ thua cuộc tranh luận này một cách thảm hại. Khi chúng ta nhận định về một cuộc tranh luận, đó là nhìn vào những điểm mạnh và yếu, đúng và sai của hai ứng viên để đưa ra những đánh giá trung thực, không bị ảnh hưởng bởi quan điểm đảng phái, chính kiến. Tôi sẽ nói thẳng những điều tốt hay không tốt, đúng hay không đúng của cả hai ứng viên trong cuộc tranh luận. Nhưng tôi sẽ không vì sĩ diện hảo như tay cuồng Trump Nguyễn Văn Lương ở Florida đã cải chày cải cối để binh vực cho tên giáo chủ láo xạo và miệt thị ứng viên đảng Dân Chủ bằng những lời lẽ xem thường phẩm giá của một người phụ nữ. Tôi chỉ gọi tên Nguyễn Văn Lương thôi, mà không gọi học vị hay là tước vị hay là bằng cấp trước cái tên của ông ta, bởi vì ông ấy không xứng đáng quý vị. Đây là người nằm trong nhóm mà tôi gọi là suốt đời chỉ biết đến hai chữ Cộng hòa, đã mang theo từ khi rời khỏi Việt Nam. Những người xem thường tương lai của họ đã được xem là bỏ đi, bởi vì họ chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa mà sống trên cõi đời này. Nhưng mà điều tán tận vô lương tâm nhất của những người cuồng Trump quá độ là họ đã bán rẻ tương lai của các thế hệ mai sau, của đám con cháu của họ. Khi mà tôi nói không cần phải là những người có học cao, có học vị tiến sĩ hay bác sĩ thì mới hiểu ra vấn đề, mà chỉ là những con người bình thường thôi, biết đọc, biết nghe và hiểu tiếng Anh, đọc tin tức, xem truyền hình, biết được những chủ trương tàn nhẫn chia rẽ chỉ giúp cho những người giàu có phá hoại đất nước của Donald Trump, và những chính sách đúng đắn đem đến những phúc lợi ấm no cho người dân bình thường, những người như họ, thì họ đã có thể đưa ra một quyết định đúng đắn với lá phiếu của mình mà không cần phải là đảng viên của đảng chính trị nào cả. Còn đối với những hạng người luôn cổ suý cho những thuyết âm mưu láo xạo, vô căn cứ, trao cho nhau những tô cháo lúa thập cẩm và những ly nước đường hết hạn, trao cho nhau để thao túng tư tưởng cộng đồng, đặc biệt là những người lớn tuổi kém ngoại ngữ, những người bị thiếu thông tin, thì tội này là trời tru đất diệt những con người làm rầu nồi canh người Việt hải ngoại. Thưa quý vị, nếu quý vị nhìn vào những video trước đây, và đặc biệt là video cuộc hội luận ngày 11 tháng 9 vừa qua trên đài truyền hình Việt Nam 1, với hàng ngàn comments chỉ trích phê bình về những lời láo xạo của tay cuồng Trump bất chấp Nguyễn Văn Lương này, thì mới thấy được một nhân cách rẻ rúng, mặt dày của con người đặc biệt này. Rằng bất cứ ai chửi bao nhiêu, vẫn cứ bình thản, thoải mái ló mặt lên đài để tiếp tục phun xịt những tên tin giả, những thuyết âm mưu sai trái. Trong khi mùa bầu cử đang đến gần,
chúng ta cần phải cổ suý những tin tức đúng đến cộng đồng, đến những người lớn tuổi. Bởi vì đây là tương lai của tất cả, không chỉ của riêng ai. Nhưng mà tay cuồng trong này không bận tâm đến những lời chỉ trích. Đây là điều mà nếu là tôi, thưa quý vị, tôi lại không thể làm được như vậy. Nếu tôi lên sóng lên đài, làm chương trình mà bị chừng 5-3 người lên đài mà chửi tôi là nói láo, nói xạo, là nó vô căn cứ này kia nọ, thì chắc tôi không còn mặt mũi nào mà ló mặt lên làn sóng nữa. Bỏ dẹp luôn chứ tôi không làm nữa. Là con người thì ít nhiều cũng phải có sĩ diện, phải có lòng tự trọng chứ. Kamala Harris đắc cử hay Trump đắc cử không ảnh hưởng gì đến đời sống của tôi cả quý vị. Chỉ ảnh hưởng đến nền dân chủ thế giới mà nước Đức là cái quốc gia mà tôi đang sống, là một trong những thể chế dân chủ tự do mà tôi yêu thích. Nhưng việc Kamala Harris đắc cử hay Trump đắc cử chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến đời sống trực tiếp của ông Nguyễn Văn Lương, đến vợ con cháu của ông ta. Ảnh hưởng tốt hay xấu, tích cực hay tiêu cực thì Nguyễn Văn Lương phải nhìn ra, phải hiểu ra vấn đề chứ. Nếu đã hiểu đó là những điều tệ hại, không tốt cho bản thân mình và gia đình, tương lai con cháu mình, mà vẫn cứ cắm đầu ủng hộ thì tôi không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả cho đúng đây. Hay nên gọi là Vietnamese kamikaze. Hay nói nôm na theo tiếng Việt thì phải gọi là cuồng Trump, ngu không thể tả. Xin lỗi quý vị. Trở lại vấn đề. Donald Trump đã bị cuốn vào những lời than phiền lan man và những đam mê ngẫu nhiên của riêng mình. Đó là mô hình trong suốt buổi tối khi mà Kamala Harris đã thành công vượt quá mong đợi. Và dù Trump thành công vào cuộc tranh luận về những vấn đề không mấy dễ chịu, cho dù đó là phá thai, là quy mô đám đông của các cuộc vận động tranh cử, hay là ảnh hưởng xấu của ngày 6 tháng 1. Về phần Donald Trump, ông ta chỉ tạo ra được một vài tác động nhỏ đến hồ sơ theo chủ nghĩa tự do của bà. Việc bà không thể trở thành ứng cử viên thay đổi và những lĩnh vực có lợi cho Trump như là các vấn đề nhập cư và nền kinh tế. Phó Tổng thống Kamala Harris, người đã có màn trình diễn xứng đáng, sẽ trở thành người chiến thắng trong cuộc tranh luận tối ngày thứ ba vì những sai lầm tệ hại của đối thủ. Donald Trump với ngựa quen đường cũ, bốn cũ soạn lại, trở về với một số khuynh hướng tồi tệ nhất của ông ta từ bao lâu nay. Đó là từ việc bảo vệ hành động của mình vào ngày 6 tháng 1, trích dẫn các meme trực tuyến đáng ngờ và nhai đi nhai lại về gian lận tưởng tượng của cuộc bầu cử năm 2020. Trump đã không thể sử dụng hiệu quả sự chú ý để cung cấp cho những cử tri chưa quyết định lý do mới để cho ông ta một cơ hội nữa. Không thể. Giờ đây không còn nghi ngờ gì nữa rằng Phó Tổng thống Kamala Harris là ứng cử viên chính duy nhất trong cuộc đua năm nay. Sống trong thực tế và tuyên bố rằng những người nhập cư bất hợp pháp đang ăn thịt thú cưng chó mèo của người Mỹ, cho đến việc ám chỉ rằng đảng Dân Chủ ủng hộ phá thai. Hàng triệu người xem tối nay đã phải hứng chịu một loạt những lời nói dối vô tận từ Donald Trump. Thật là đáng bao đồng khi mà người Mỹ và cả thế giới có dịp để thấy một ứng cử viên không đủ khả năng để đảm nhận chức vụ cao nhất của đất nước này trên sân khấu quốc gia. Chiến thắng cho Kamala Harris là rõ ràng. Sự khác biệt về chính sách là lành mạnh cho nền dân chủ. Và cuộc tranh luận
đã có một số bất đồng quan trọng về các vấn đề liên quan đến phá thai, nhập cư, kinh tế, chính sách đối ngoại. Nhưng việc Donald Trump liên tục từ chối chấp nhận kết quả bầu cử năm 2020 gieo rắc sự ngờ vực vào tính toàn vẹn của hệ thống bầu cử quốc gia của đất nước. Thì cho đến nay, đấy đó là những bất đồng nguy hiểm nhất. Người Mỹ đang sống trong một quốc gia chia rẽ và cực kỳ phân cực. Và những cử tri dao động nói riêng, họ đang tìm kiếm những nhà lãnh đạo có khả năng sẽ thống nhất và không chia rẽ người Mỹ nhiều hơn nữa. Donald Trump từ chối tôn trọng tính toàn vẹn của các thể chế quốc gia, thì những cử tri chưa quyết định sẽ khó có thể đưa ông ta lên nắm quyền điều hành chính những thể chế đó. Người chiến thắng lớn cuối cùng của buổi tối là chiến dịch của Kamala Harris. Việc Taylor Swift hoàn hảo và hùng hồn như bất kỳ ai đã từng làm. Đó là bà đã chọn ủng hộ mạnh mẽ cho tấm vé của liên danh Kamala Harris, Tim Walz, chỉ vài phút sau khi cuộc tranh luận kết thúc, thực sự đã vượt qua mọi thứ đã xảy ra hoặc là không xảy ra trong chính cuộc tranh luận. Kamala Harris đã thắng, với kỳ vọng thấp trước cuộc tranh luận rằng ngay cả khi bà thậm chí có thể đánh bại ông ta với một vài điểm thôi thì cũng được xem là một chiến thắng lớn rồi. Nhưng mà không ai ngờ rằng bà đã đánh bại Trump nhiều hơn những điểm đó. Những người bỏ phiếu dao động, họ muốn thấy hai điều. Trump có thể là một người điềm tĩnh, vững vàng, hiểu biết và tôn trọng sự thật. Và bà Kamala Harris không phải là một người cấp tiến quá mức. Với Donald Trump thì ông ta đã không thể hiện sự vững vàng nhỏ nhen, vẫn bướng bỉnh, phòng thủ và thích lặp lại những câu chuyện cổ tích. Còn bà Kamala Harris thì đã có một đêm tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Cần phải nhấn mạnh đến một điều rằng đêm tranh luận chủ yếu là để tạo ảnh hưởng đến một số cử tri chưa quyết định và sẽ quyết định ai sẽ thắng vào tháng 11. Chứ nó không ảnh hưởng đến bất cứ cơ sở nào của đảng nào. Đối với nhóm cử tri còn lưỡng lự này, thưa quý vị, Donald Trump phải giành được sự ủng hộ của những người không thích ông ta, trong khi Kamala Harris phải giành được sự ủng hộ của những người muốn hiểu thêm về bà. Đối với Kamala Harris, nhiệm vụ bà đã làm hoàn thành. Bà đã trình bày hiệu quả tầm nhìn của mình cho đất nước và đối chiếu nó với tầm nhìn của Donald Trump. Trong khi Trump thể hiện cùng một hành vi thất thường, không mạch lạc và thô lỗ, khiến cho những cử tri chưa quyết định đã chủ động xa lánh ông ta. Kamala Harris giành được một chiến thắng lớn và rõ ràng như vậy. Kamala Harris dù không phải là một người hoàn hảo, nhưng mà bà chắc chắn bà đã thắng. Phó Tổng thống đã tỏ ra quan tâm và rất chân thành, trong khi Trump thì có vẻ lan man, đôi khi không mạch lạc và bối rối. Ngoài những lời nói dối vô tận thường thấy về vấn đề gian lận bầu cử trong sự tưởng tượng và vấn đề phá thai, thì Trump còn đưa ra nhiều bình luận vô nghĩa và điên rồ, tuyên bố rằng người di cư đang ăn thịt vật nuôi, ca ngợi nhà độc tài Viktor Orbán, và ông ta đang cố gắng viết lại lịch sử của những gì đã xảy ra vào ngày 6 tây tháng 1. Kamala Harris đã có một số lời chế giễu khéo léo để đáp trả, gọi Trump là sự ô nhục, ám chỉ lệnh cấm phá thai của Trump, và nói rằng ông ta đã bị 81 triệu người Mỹ sa thải. Theo tôi nghĩ đây có lẽ là câu nói hay nhất trong đêm tranh luận. Về vấn đề chính sách đối ngoại nói riêng, kết quả là hòa nhau. Kamala Harris đã không đưa ra bất kỳ thông tin cụ thể nào về cách bà sẽ đưa Israel và Hamas đến với lệnh ngừng bắn. Chỉ đơn giản là bà nhắc lại lệnh ngừng bắn cần phải xảy ra, thế thôi. Đó là một câu trả lời có thể nói là hơi cũ rích, chung chung, hoàn toàn không thể làm hài lòng được những người ủng hộ Palestine đang tìm cách kiếm được hòa bình ở Gaza cho người Palestine. Bà tuyên bố sẽ tiếp tục hỗ trợ người Ukraine và nhắc lại sự hợp tác không ngừng nghỉ của bà với NATO.
Donald Trump cũng không khá hơn là bao. Ông ta khẳng định cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas và cuộc xâm lược Ukraine của Nga sẽ không xảy ra nếu ông ta vẫn còn ngồi ở tòa Bạch Ốc, và tuyên bố một lần nữa rằng ông ta sẽ giải quyết cuộc chiến ở Ukraine chỉ trong 24 tiếng đồng hồ, nhưng mà không nói rằng sẽ với những điều kiện gì, bằng cách nào. Nói chung thì Trump chỉ khoái nổ vô tội vạ, bởi vì nổ cho lắm có chết thằng Tây nào mà sợ quý vị. Tuy nhiên, có một kẻ thua cuộc rõ ràng. Đó là hàng triệu người Mỹ đang theo dõi, họ sẽ tự hỏi rằng ai sẽ là người tổng tư lệnh tốt hơn. Trước cuộc tranh luận diễn ra, tôi đã không nghĩ rằng bà Kamala Harris có thể dễ dàng chọc tức Donald Trump như thế nào, và làm ông ta hoảng sợ đến mức mà ông ta phải phàn nàn về những người di cư ăn thịt thú cưng mèo chó của người Mỹ. Trump cũng bắt đầu suy sụp về mặt thể chất vào giữa cuộc tranh luận, tương tự như Richard Nixon trong cuộc tranh luận trên truyền hình của ông ta với John Kennedy. Kamala Harris khá hiệu quả trong việc đưa mọi thứ trở lại các đề xuất chính sách của mình, và điều đó là tốt. Và Trump đã sụp đổ tệ hại như thế nào trước mắt mọi người? Trong cuộc tranh luận, Trump dậm chân như một con quái vật hoạt hình, một kẻ chuyên bắt nạt và nói dối, đổ lỗi cho những người điều hành buổi tranh luận. Kamala Harris thì ít nhất cũng nhấn mạnh rằng bà ủng hộ luật pháp, còn Trump thì không. Trump thì vẫn lặp lại luận điệu cũ rích rằng ông ta đã thắng cuộc bầu cử năm 2020, mặc dù 60 vụ kiện đã bác bỏ tuyên bố của ông ta. Trong cuộc tranh luận, Trump đã nói dối về các vụ kiện, nói rằng ông ta chưa bao giờ được lắng nghe cả. Ông ta ca ngợi những kẻ bạo loạn mà ông ta đã ném vào điện Capitol, cho rằng không có thiệt hại thực sự nào xảy ra, trong khi thực tế thì có tới 9 người chết và hàng trăm người bị thương. Trump hứa sẽ ân xá cho họ và ám chỉ rằng sẽ có đổ máu nếu ông ta thua cuộc bầu cử năm nay. Khi người dân Mỹ theo dõi cuộc tranh luận, thì ai cũng nhìn ra vấn đề quý vị, rằng đây là vấn đề của luật pháp so với sự vô luật pháp. Có phải thế không ông Nguyễn Văn Lương? Kamala Harris đã thắng cuộc tranh luận tương đối dễ dàng. Mục tiêu của bà là thể hiện cả sự đồng cảm và một kế hoạch về chi phí sinh hoạt của mọi người, đối chiếu chủ đề tự do của bà với hồ sơ phạm tội của Donald Trump, và khiến Trump phải đưa ra những lời chỉ trích kỳ lạ. Những điều có thể tác động đến các cử tri dao động ở những tiểu bang quan trọng nhất như là Pennsylvania, Wisconsin, Georgia. Bà đã hoàn thành được những nơi đó. Bà đã thắng một cách thuyết phục trước một kẻ hiếp dâm đã bị xét xử, một tội phạm bị kết án, một kẻ nói dối hàng loạt ngày càng vô lý, và là kẻ nổi loạn với những ý tưởng kinh tế điên rồ, làm bùng nổ giá cả và đảo lộn thế giới. Nếu Donald Trump không phải chịu bất kỳ tổn hại chính trị nào từ cuộc tranh luận này, thì điều đó có nghĩa là ông ta thậm chí còn trở nên bất khả xâm phạm nhiều hơn trước sự lên xuống truyền thống của chính trị so với những gì chúng ta tưởng tượng được. Lời kết cho bài bình luận này, kính thưa quý vị, sau cuộc tranh luận, Kamala Harris theo sự đồng thuận rộng rãi là người chiến thắng rõ ràng. Không ai được phép nhầm lẫn về điều đó. Trump đã có một đêm tồi tệ. Thị trường dự đoán trực tuyến bull market phản ảnh ước tính của người đặt cược về những gì có khả năng xảy ra, cho thấy là có 97% khả năng cuộc tranh luận sẽ giúp Kamala Harris trong các cuộc thăm dò. Thị trường dự đoán thường họ chỉ phản ảnh sự khôn ngoan thông thường, nhưng mà điều này cho chúng ta biết rằng ít người chịu đặt cược rằng cuộc tranh luận sẽ giúp Trump. Đúng ra thì Trump cần phải tập trung vào việc liên kết bà Kamala Harris với hồ sơ không được ưa chuộng của chính quyền Biden về kinh tế, nhập cư và chính sách đối ngoại. Đúng ra Donald Trump phải tránh được những bẫy mìn đối với ông ta.
vì những vấn đề yếu nhất của mình. Nhưng mà đó là phá thai là nền dân chủ. Nhưng mà Trump đã không làm được những điều đó. Ông ta đã làm dở dang tất cả, hư hỏng tất cả. David Muir và Lindsay Davis đã có một nhiệm vụ khó khăn khi bước vào cuộc tranh luận đêm thứ ba. Nhưng mà họ đã hoàn thành khá tốt phần lớn nhiệm vụ của mình. Hai người điều phối của ABC News đã điều hành một cuộc tranh luận chặt chẽ, giữ cho các ứng cử viên trong thời gian được phân bổ và tìm đúng thời điểm để bước vào kiểm tra thực tế khi cần thiết. Cuối cùng thì những người điều phối đã làm tốt công việc giữ cho cuộc tranh luận đi đúng hướng, ít nhất là ở mức độ họ có thể làm khi điều phối một cuộc tranh luận có liên quan đến Donald Trump. Và người đặc biệt nhất đem đến ánh sáng và niềm vui cho nhiều người khác, đó là bài đăng của Taylor Swift đăng trên Instagram, viết rằng: "Giống như nhiều người trong số các bạn, tôi đã xem cuộc tranh luận tối nay và tôi sẽ bỏ phiếu cho Kamala Harris và Tim Walz trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Tôi đã nghiên cứu và đưa ra lựa chọn của mình. Quyết định của bạn là tất cả những gì bạn nên làm. Đó là lựa chọn của bạn." Sự ủng hộ của Taylor Swift, thưa quý vị, đưa ra những dòng tweet ẩn ý nhất có liên quan đến tên thượng nghị sĩ JD Vance. Taylor Swift nhấn mạnh rằng cô ngưỡng mộ ứng cử viên phó tổng thống của Kamala Harris là thống đốc Tim Walz, và việc ông mạnh mẽ đứng lên vì quyền của người cộng đồng LGBT, về quyền thụ tinh nhân tạo IVF và quyền của phụ nữ đối với cơ thể của chính mình trong nhiều thập niên qua. Và điểm nhấn cuối cùng là Taylor Swift đã ký vào sự ủng hộ này với tư cách là một bà mèo không con. Việt Linh xin mời quý vị thính giả đón xem chương trình tin tức và bình luận của video hay sau 15 phút nữa. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị thính giả khắp nơi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong video kế tiếp.